Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Nhiều bệnh nhân tuyệt vọng vì ngành y thiếu thuốc và vật tư y tế. Ngày 27 tháng 10, VOA Tiếng Việt có bài Thiếu thuốc và vật tư y tế, bệnh nhân đành chịu chết. Theo đó, sau đại dịch Covid, cùng với sự ra đi của một loạt lãnh đạo cấp cao, kể cả Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long, ngành y tế Việt Nam, rơi vào tình trạng thiếu thuốc men và vật tư y tế trầm trọng. VOA cho biết nhiều gia đình bệnh nhân và các y bác sĩ tuyệt vọng vì không thể tìm đâu ra thuốc, kiếm đâu ra các vật tư y tế cần thiết để tiến hành các ca phẫu thuật cấp thiết. Đã hơn một năm trôi qua mà tình trạng này vẫn chưa được giải quyết, trong khi số bệnh nhân xếp hàng chờ được điều trị hay phẫu thuật ngày một nhiều hơn tại hầu hết các bệnh viện tuyến cuối. VOA dẫn lời bà Nguyễn Kim Dung, một bệnh nhân tim ở quận Hoàng Kiếm, Hà Nội, cho biết Bác sĩ nói trường hợp của bà phải phẫu thuật mới điều trị dứt điểm Nhưng hiện giờ đang trong giai đoạn khó khăn, thuốc và vật tư y tế phải ưu tiên cho những ca nghiêm trọng cần phẫu thuật ngay mà bà chưa đến mức như vậy nên hãy về nghỉ ngơi và theo dõi thêm Và đây là hình bài trên VOA Bà Dung nói, đối với những giáo viên nghỉ hưu, thu nhập thấp như bà, để được chăm sóc y tế và điều trị tại các bệnh viện công hiện nay dường như là không thể nên sống được ngày nào hay ngày đó thôi. VOA dẫn lời một chuyên gia hàng đầu ngành trong lĩnh vực phẫu thuật tim và lồng ngực cho biết Bây giờ mai ra thì được khoảng 20% nhu cầu thôi, mà 20% đó thực tế toàn đồ điểu, đồ tàu vớ vẩn thôi những công ty làm việc nghiêm chỉnh thì người ta đóng cửa hết rồi họ vẫn có lãi nhưng không muốn làm việc tại việt nam nữa những công ty phân phối vì vậy họ cũng thôi luôn bởi vì bây giờ mới bán được một tí thì thanh tra họ mệt mỏi vậy là họ thôi mà nhiều hãng của mỹ của châu âu họ làm ăn nghiêm chỉnh thì cái hiệu suất nó không cao mà hàng năm các ông thanh tra nhiều quá nên họ không muốn làm nữa Thế cho nên bệnh nhân chết là một chuyện bình thường, vị chuyên gia cho hay. VOA dẫn báo nhà nước cho biết, đầu tháng 6 năm nay, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương loan báo, Bộ đã gia hạn 12.500 giấy phép nhập khẩu thiết bị y tế đến hết tháng 12 năm sau. Bộ cũng công bố tổng số hơn 10.000 loại thuốc, bao gồm trên 2.000 thuốc nhập khẩu, được tiếp tục sử dụng giấy đăng ký lưu hành đến hết năm sau tuy vậy gần nửa năm trôi qua mà tình trạng thiếu thuốc và vật tư y tế tại việt nam vẫn chưa hạ nhiệt và đây là hình lãnh đạo việt nam chỉ quen thói hô hào chứ không giải quyết thực chất vấn đề voa dẫn lời một người có thâm niên trong việc nhập khẩu và cung cấp thiết bị y tế kỹ thuật cao tại việt nam cho biết họ vẫn cho gia hạn và cho nhập nhưng thực tế thì nói về nguồn hàng ví dụ như bọn mình nhập hàng từ mỹ thì nguồn cũng hạn chế và tăng giá kinh lắm. Nhiều thứ tăng tới 30%, số tăng giá tới 30% đó mà mình muốn tăng giá thì mình phải đấu thầu lại, không thì nếu cứ để giá cũ mà bán thì mình lỗ. Mà đấu thầu lại thì bệnh viện bây giờ họ làm thủ tục cũng lâu lắm và mãi cũng không có đợt. Anh cho biết thêm, Trước thực tế này, nhiều doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực cung cấp thiết bị y tế nhập khẩu đã ngừng cung cấp hàng chất lượng cao từ Hoa Kỳ, Israel và châu Âu. Một số chuyển sang nguồn hàng từ Trung Quốc để khỏi phải đấu thầu lại, vì đây là nguồn hàng giá rẻ hơn rất nhiều và cũng rất dồi dào. Tuy vậy, công ty của anh nhất quyết không chuyển hướng mà vẫn tin tưởng vào nguồn hàng cũ. Làm hàng Trung Quốc rủi ro nhiều lắm, nhất là làm trong lĩnh vực y tế nhỡ cái nó xảy ra chuyện gì, mình phải đi hầu, thì mình cũng chết. Anh giải thích, nếu xảy ra rủi ro cho tính mạng bệnh nhân thì rất dễ bị thanh tra, và trong trường hợp phát hiện vật tư cung cấp không đúng thương hiệu và xuất xứ, thì anh có thể đi tù như chơi. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Nhiều bệnh nhân tuyệt vọng vì ngành y thiếu thuốc và vật tư y tế. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời báo chấm để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin ép nhân viên mua cổ phiếu và phát hành trái phiếu tại Singapore có giúp Vinh vực dậy. AFA tiếng Việt ngày 26 tháng 10 loan tin, Vingroup phát hành cổ phiếu bán cho nhân viên và trái phiếu tại Singapore. Theo đó, tập đoàn Vingroup sẽ phát hành hơn 9 triệu cổ phiếu với mệnh giá 10.000 đồng cho một cổ phiếu để bán cho nhân viên được lựa chọn, đồng thời phát hành 250 triệu đô la trái phiếu với giá 200.000 đô la cho một trái phiếu trên sở giao dịch chứng khoán Singapore. Và đây là hình bản tin trên RFA. RFA dẫn truyền thông nhà nước ngày 26 tháng 10 cho biết, Hội đồng Quản trị Tập đoàn Vingroup đã công bố nghị quyết và phê duyệt các điều kiện phát hành trái phiếu ra thị trường quốc tế vào cùng ngày. Việc phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn, người lao động sẽ được thực hiện vào quý tư năm nay, tỷ lệ phát hành tương đương 0,26% tổng số cổ phần VinGroup đang lưu hành. AFA cho hay, theo quy định của VinGroup, cán bộ nhân viên từ cấp T2 trở lên được tham gia chương trình lựa chọn người lao động, thời gian làm việc tại tập đoàn hoặc công ty con tối thiểu là 7 năm. Hội đồng quản trị sẽ quyết định danh sách được chọn tham gia theo hai nhóm. Nhóm 1 mỗi nhân viên được quyền mua ưu đãi 672.000 cổ phiếu, nhóm còn lại là 150.000 cổ phiếu cho một người. Dường như Vingroup cố gắng thể hiện rằng những nhân viên được mua cổ phiếu của họ là một sự ưu đãi. Nhưng một số nhà quan sát nhận định, Vin đã không còn lùa gà bên ngoài được nữa. Trong lúc cạn kiệt, túng thiếu lắm rồi nên quay sang lùa nhân viên. Trước đây, Vin từng bị tai tiếng về việc bắt ép nhân viên mua ô tô VinFast và điện thoại VSmart của hãng. Và đây là hình tai tiếng của Vingroup bị BBC phơi bày. AFA tiếp tục dẫn truyền thông nhà nước cho hay trái phiếu tại Singapore có kỳ hạn là 5 năm, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có đảm bảo và xác định nghĩa vụ trả nợ trực tiếp của tổ chức phát hành có quyền chọn nhận cổ phiếu Vinhome, viết tắt VHM thuộc quyền sở hữu của tổ chức phát hành. Việc phát hành trái phiếu tại Singapore diễn ra sau thất bại của đợt phát hành trái phiếu Vin tại Việt Nam vào tháng 8 vừa qua. AFA cho biết, thông tin VinGroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng phát hành cổ phiếu cho nhân viên và trái phiếu ở Singapore diễn ra vào lúc cổ phiếu của VinGroup ở thị trường chứng khoán Việt Nam, viết tắt VEC, đang giảm mạnh khoảng 45% về mức 41.600 đồng cho một cổ phiếu ngày 26 tháng 10. Trong khi đó, cổ phiếu VFS của VinFast tại thị trường chứng khoán Nasdaq ở Mỹ cũng đang trong giai đoạn giảm giá mạnh, hiện ở mức 5,21 đô la vào ngày 26 tháng 10. Trang cà phê F. Việt Nam ngày 27 tháng 10 có một số bài bình luận xung quanh việc phát hành trái phiếu của VinGroup theo đó kết thúc phiên giao dịch ngày 26 tháng 10, cả ba cổ phiếu VIC, VHM và VRE của VinGroup đều giảm sàn với hàng triệu cổ phiếu dư bán sàn. đáng chú ý là 5,66 triệu cổ phiếu VHM của Vinhome bị các nhà đầu tư nước ngoài bán ra để thực hiện phát hành trái phiếu hoán đổi. và đây là hình một bài bình luận về cổ phiếu của Vin trên CafeF. Không rõ cà phê ép có ý mỉa mai không khi nhắc đến phát biểu của ông Phạm Nhật Vượng vào ngày 17 tháng 5 tại đại hội cổ đông thường niên của tập đoàn này. Lúc đó ông Vượng khẳng định giá trị của VAC rất thấp so với giá trị thật. Nếu là cổ đông trung thành thì sẽ không mất gì cả. Anh chỉ mất khi anh bán, chưa bán thì chưa mất gì cả, theo thời gian. Cà phê F dẫn ý kiến của ông Nguyễn Thế Minh, giám đốc phân tích công ty cổ phần chứng khoán Junta Việt Nam cho rằng việc VIC, VHM hay VRE bị bán mạnh trong phiên ngày 26 tháng 10 có liên quan đến việc tập đoàn Vingroup vừa phát hành hơn 250 triệu đô la trái phiếu. Ông Minh cho rằng về tiềm năng dài hạn của Vingroup sẽ phải dựa vào kết quả kinh doanh của VinFast. Thực tế cho thấy, VinFast đang thua lỗ dài suốt 5 năm qua và hiện vẫn chưa thấy được ánh sáng của đường hầm, dù VinFast đưa ra rất nhiều kế hoạch như đầu tư vào Indonesia và Ấn Độ, hay mở thị trường sang châu Âu. Tuy nhiên, xe VinFast đang không bán được ngay tại thị trường Việt Nam sau một loạt tai tiếng về lỗi kỹ thuật và chế độ hậu mãi tệ hại. Chiến dịch marketing dựa vào tinh thần dân tộc, lòng yêu nước của VinFast đã hết còn linh nữa. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin ép nhân viên mua cổ phiếu và phát hành trái phiếu tại Singapore có giúp Vinh vực dậy. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời Báo Chấm Đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới.